Kính chào quý vị đang theo dõi chuyên mục quản lý và bảo vệ rừng của Đài Phát Thanh và truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị, Tri Cục Kiểm Lâm tỉnh Bắc Cạn vừa ban hành bản công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2015 đối với các lĩnh vực hoạt động của đơn vị. Hiện nay, quy trình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2015 đang áp dụng duy trì tại văn phòng Tri Cục Kiểm Lâm, gồm phòng quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, phòng sử dụng và phát triển rừng, bộ phận văn thư phòng hành chính, tổng hợp, từ đầu năm đến nay, 100% thủ tục hành chính cấp tỉnh được đơn vị áp dụng theo hệ thống quản lý chất lượng này, đảm bảo tiến độ, đạt yêu cầu đề ra, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc, đóng góp tích cực vào công tác cải cách hành chính tại cơ quan. Hiện nay, tỉnh Bắc Cạn đang đẩy mạnh thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo đề án của chính phủ, dự kiến tổng kinh phí để thực hiện chương trình này từ nay đến năm 2025 là hơn 78 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ hơn 18,7 tỷ đồng để trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, mua cây giống trồng rừng sản xuất. Nguồn ngân sách địa phương hơn 6 tỷ đồng để hỗ trợ 20% giá trị tiền mua cây giống trồng rừng phân tán. Chi phí thiết kế quản lý dự án, gần 54 tỷ đồng còn lại là nguồn vốn xã hội hóa để hỗ trợ 80% giá trị tiền mua cây giống trồng rừng phân tán, nhân công trồng rừng sản xuất. Về mức hỗ trợ, đối với trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là 30 triệu đồng một hectare. Mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất tại huyện 30A là gần 12 triệu đồng một hecta. Đối với huyện ngoài 30A, mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất gỗ nhỏ là hơn 6,3 triệu đồng một hecta, trồng rừng gỗ lớn hơn 9,7 triệu đồng một hecta, trồng cây phân tán tối đa không quá 5 triệu đồng một hecta. Thưa quý vị, hiện nay hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ trong tỉnh đang từng bước được phục hồi. Tuy nhiên đối với các cơ sở chế biến gỗ ván bóc nhỏ lẻ thì việc tìm đầu ra cho sản phẩm vẫn là điều còn nhiều trăn trở. Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã khiến cơ sở sản xuất gỗ bóc của gia đình bà Ngô Thị Hoa phải tạm ngừng hoạt động trong thời gian dài. Mặc dù hiện nay cơ sở này đã hoạt động trở lại, song việc kinh doanh sản phẩm ván bóc trên thị trường vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Năm nay dịch Covid đã ảnh hưởng rất nhiều cho việc kinh doanh của ngành bóc. Thứ nhất là cái ván sản xuất ra Trung Quốc ấy thì là lúc nhập lúc nghỉ thế là ván ra mấy tháng nay không xuất được coi như là để chất đống ở bên kho. Hiện toàn tỉnh có hơn 170 cơ sở sản xuất ván bóc, chiếm trên 52% tổng số cơ sở sản xuất đồ gỗ trong tỉnh. Qua đó tạo việc làm cho trên 1.000 lao động địa phương với thu nhập bình quân từ 4 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Tuy nhiên, thời gian qua, do nhiều cơ sở hình thành tự phát, quy mô nhỏ lẻ, máy móc thô sơ nên hoạt động sản xuất gặp khó khăn như thiếu nguyên liệu đầu vào và chưa ổn định đầu ra. Nếu như khoảng 2 năm về trước, sản phẩm gỗ bóc làm ra đến đâu được thương lái Trung Quốc thu mua đến đó, thì hiện nay nhiều cơ sở lại điêu đứng vì tồn hàng do dịch bệnh nên là cũng hạn chế một số sản xuất ra thì sản phẩm là không tiêu thụ được cho nên là các cơ sở chế biến gặp nhiều khó khăn, các cơ sở là cũng ảnh hưởng đến nhân lực lao động. Ngoài vấn đề thị trường bấp bênh thì chi phí trong nguyên liệu đầu vào tăng lên trong khi giá thành sản phẩm lại hạ, cũng là những trở ngại mà các cơ sở sản xuất gỗ bóc có quy mô nhỏ đang gặp phải. Trước thực tế này, ngành chức năng của tỉnh đang nỗ lực tìm giải pháp để tháo gỡ như gia hạn nộp thuế cho các cơ sở chế biến gỗ, huy động các doanh nghiệp lớn thu mua sản phẩm gỗ sơ chế từ các cơ sở nhỏ để làm nguyên liệu cho sản phẩm chế biến sâu phục vụ xuất khẩu. Ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân không tự phát đầu tư mở rộng sản xuất, chế biến sản phẩm lâm nghiệp nhằm hạn chế những rủi ro gặp phải, qua đó giúp ngành chế biến gỗ phát triển bền vững. Để giảm thiểu nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, các cơ sở sản xuất kinh doanh và chế biến lâm sản đã kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành gỗ nhằm duy trì sản xuất và tái phục hồi. Theo đó, điều quan trọng nhất đối với ngành gỗ chính là được sớm tiêm vaccine cho người lao động để giúp các cơ sở trở lại nhịp độ sản xuất bình thường. Bên cạnh đó, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chế biến lâm sản cũng đề nghị bổ sung đối tượng giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nằm trong vùng áp dụng chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2021 và giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm tiếp theo. Ngoài ra, các doanh nghiệp kiến nghị giảm lãi suất vốn vay ngân hàng, đồng thời được miễn đóng phí công đoàn cho tới hết tháng 6 năm 2022 và cho phép sử dụng nguồn kinh phí này để hỗ trợ trực tiếp cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Hiện nay, việc phát triển kinh tế từ cây quế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của tỉnh. Do vậy, người dân cần thay đổi kỹ thuật chăm sóc để nâng cao giá trị sản phẩm, từng bước đáp ứng thị trường xuất khẩu. Thời gian qua, vỏ, thân và lá cây quế đã được một số doanh nghiệp hợp tác xã trong tỉnh thu mua để đem đi xuất khẩu. Tuy nhiên, sản lượng vẫn chưa được nhiều và chất lượng chưa ổn định. Một số nơi do trình độ canh tác chưa cao, kỹ thuật chăm sóc và thu hoạch chưa đảm bảo nên năng suất và chất lượng chưa đáp ứng được nhu cầu của các đối tác nước ngoài. Do vậy để nâng cao giá trị cây quế, người dân cần trồng đúng khoảng cách, thực hiện bón phân đầy đủ, đặc biệt khi cây khép tán cần phải kịp thời tỉa thưa để tránh làm ảnh hưởng đến sự tạo vỏ và sản lượng vỏ. Người dân cũng cần chú ý phòng trừ sâu bệnh cho cây quế, đồng thời cần lựa chọn cây đủ tiêu chuẩn, có năng suất, chất lượng tốt để thu hoạch và khai thác nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Thời gian qua, việc xem xét xử lý đối với các chủ rừng khi để xảy ra việc phá rừng, hủy hoại rừng hoặc khai thác gỗ trái phép trong thời gian dài gặp không ít khó khăn. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hàng chục nghìn hecta rừng được giao cho các lâm trường, ban quản lý và cho Ủy ban Nhân dân các xã quản lý bảo vệ. Tuy nhiên, một số diện tích rừng đã được giao bằng quyết định từ rất lâu và hầu như các số liệu về diện tích, thực trạng rừng chưa sát với thực tế. Trong khi đó, lãnh đạo của các tổ chức này được thay đổi luân chuyển liên tục. Vì vậy, khi có một vụ việc liên quan đến hành vi phá rừng, hủy hoại rừng, trong thời gian dài mới bị phát hiện, điều tra và xử lý thì các cơ quan tiến hành tố tụng không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm. Do đó, dù có hành vi vi phạm luật lâm nghiệp và gây hậu quả lớn nhưng không thể xem xét xử lý các chủ rừng về tội thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều 360 Bộ luật hình sự. Thưa quý vị, cuối năm là thời điểm nhạy cảm có nguy cơ cao xảy ra phá rừng, cháy rừng, khai thác vận chuyển lâm sản trái phép. Do vậy, lực lượng kiểm lâm trong tỉnh đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm xóa bỏ những điểm nóng về rừng, góp phần bảo vệ rừng hiệu quả. Những ngày này, các cán bộ kiểm lâm của huyện Hari thường xuyên tuần tra kiểm tra tại các khu vực rừng trọng điểm, nhất là những điểm nóng đã từng xảy ra phá rừng để có các biện pháp phòng ngừa. Qua kiểm tra, các đơn vị chưa phát hiện các hành vi vi phạm về lâm luật. Đối với anh em chúng tôi thì tuyên truyền trong cái lĩnh vực nông nghiệp chủ yếu là dựa vào cái chủ rừng cũng như là chính quyền địa phương để vào các ban ngành khác trên địa bàn để phối hợp tuần tra kiểm tra và phát hiện ngăn chặn kịp thời. Ngay từ đầu quý 4, hạt kiểm lâm vườn quốc gia Ba Bể cũng đã thành lập các đội tuần tra kết hợp với tổ bảo vệ rừng của các thôn bản trong vùng đệm rừng đặc dụng để kiểm tra giả soát những diện tích có nguy cơ bị xâm hại đồng thời tăng cường tuyên truyền người dân cùng phối hợp ngăn chặn xử lý các hành vi đốt phá khai thác rừng tự nhiên trái phép. Cuối năm thì trạm là sẽ phải tăng cái tăng cường cái tuần tra nhất là mật phục ban đêm và đi tuần và thứ hai nữa là à, kết à, hợp với các tổ nhận khoán kiểm tra cái khu vực địa bàn mà trạm quản lý. Những năm gần đây thì về cái vi phạm trên địa bàn thì cũng có là giảm nhất là các cái vụ lớn cũng không xảy ra. Để bảo vệ rừng dịp cuối năm nhất là thời điểm trước trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng kiểm lâm trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuần rừng, phân công bố trí cán bộ thường trực 24 trên 24 giờ, đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ cần thiết để sẵn sàng xử lý kịp thời nếu xảy ra các tình huống như cháy, phá rừng và khai thác vận chuyển lâm sản trái phép các đơn vị cũng tăng cường phối hợp với tổ quản lý rừng ở cộng đồng thường xuyên theo dõi diễn biến rừng các điểm nóng về phá rừng cháy rừng để có biện pháp khắc phục hiệu quả không để rừng bị tổn hại vườn quốc gia xây dựng cái kế hoạch thành lập các tổ truy quét về cái hành vi vi phạm về quản lý bảo vệ rừng trong đó là thành lập các tổ đội phối hợp với công an huyện cũng như là công an các xã, ban của chỉ huy quân sự xã, để cũng như là các tổ nhận giao khoán khi mà có cái vụ việc phức tạp và liên quan thì sẽ có cái phối hợp cụ thể để xử lý những cái vi phạm về quản lý bảo vệ rừng nhân dịp là trước, trong và sau Tết. Bên cạnh các biện pháp quyết liệt của lực lượng kiểm lâm, các chủ rừng cũng cần thực hiện nghiêm túc trách nhiệm bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng không để tình trạng rừng bị đốt phá, khai thác trái phép xảy ra trên lâm phần mà mình quản lý. Cùng với việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng dịp cuối năm, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đang tiến hành các bước cho vụ trồng rừng năm 2022 nhằm đảm bảo công tác trồng rừng theo đúng kế hoạch đã đề ra. Nhiều cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp trong tỉnh đang tích cực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết. Thời điểm này, cơ sở sản xuất cây giống Phượng Giang đã ươm cây giống để phục vụ nhu cầu trồng rừng năm tới của người dân trên địa bàn. Năm nay cơ sở này chú trọng đầu tư màn tre, hệ thống tưới nước tự động cho vườn ươm, qua đó vừa giúp giảm bớt công sức lao động, vừa giúp nâng cao hiệu quả sản xuất. Cái này thì cũng phải được tham khảo qua những mô hình lớn trước mình mới lắp với cái, cái hệ thống tự động này. Nói chung là rất nhàn, nhàn hơn so với tưới thông thường. Năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu trồng mới 4.000 hecta rừng, Hiện nay công tác chuẩn bị hiện trường, vườn ươm cây giống, vật tư nhằm đảm bảo trồng rừng đúng khung thời vụ đã được các đơn vị địa phương tích cực triển khai. Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho vụ trồng rừng năm nay, hơn 80 vườn ươm trong tỉnh đang tích cực làm đất, đóng bầu để giao ươm các giống cây gồm mỡ, keo, xoan, thông, bồ đề và một số loại cây khác. Các chủ vườn ươm cũng tập trung làm cỏ, chuẩn bị nước tưới, phòng trừ sâu bệnh, phòng chống rét để cây giống phát triển cho điều kiện tốt nhất. Nhằm đảm bảo chất lượng cây giống, lực lượng kiểm lâm cũng tăng cường kiểm tra các vườn ươm, đồng thời đưa ra những khuyên cáo đối với người dân trong việc lựa chọn cây giống trước khi đem vào trồng. Tôi địa bàn tuyên truyền là bà con là mua cây giống để trồng rừng ở những nhà vườn có uy tín, không được mua những loài giống trôi nổi của một số là hộ cá thể họ vận chuyển bằng ô tô và xe máy với các chủ vườn ươm là phải ký cam kết là không đưa những cái nguồn gấu giống không được phép được không được công bố để đưa vào sản xuất. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành cùng sự chuẩn bị chú đáo về cây giống của các vườn ươm, tin tưởng rằng công tác trồng rừng năm 2022 của tỉnh sẽ đạt kết quả tốt. Thưa quý vị, anh Hoàng Xuân Thi sinh năm 1995 hiện đang làm quản lý một cơ sở sản xuất gỗ hạt ở xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông. Mặc dù tuổi đời còn trẻ, song nhờ niềm đam mê với sản phẩm từ rừng trồng cùng sự hỗ trợ giúp sức của gia đình, anh Thi đã có được thành công. Những hạt gỗ tròn với màu sắc bắt mắt là sản phẩm mà cơ sở của anh Hoàng Xuân Thi đang cung cấp cho các khách hàng ngoài tỉnh. Để tạo ra được sản phẩm chất lượng, anh Thi đã mày mò, tìm hiểu và thực hiện các quy trình sản xuất tỉ mỉ, nghiêm túc. Nhờ vậy khi bán ra, luôn được khách hàng tin dùng và đánh giá cao. Nguyên liệu kia thì mình lựa chọn gỗ rừng trồng với bồ đề mỡ thôi, Phải không làm loại khác, khách thì không lấy loại khác. đâu thì mình cũng cắt gỗ ra xong để công nhận, dập hạt ra thành hạt thì mình mang đi xoay xoay cho nó mịn xong rồi quay mang vào cho lồng quay lồng quay xong rồi để nó khô là mình vào màu thôi. Rời trường đại học từ năm 2018 nhưng không tìm được việc làm nên anh Thi đã về phụ giúp gia đình việc sản xuất gỗ. Từ một người học việc đến nay nhờ sự ham học hỏi cùng sự sáng tạo trong sản xuất, anh Thi đã được gia đình giao lại cơ sở để quản lý. Thời gian qua dù bị tác động bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng anh vẫn linh hoạt kết nối thị trường, đang bán sản phẩm trên mạng để tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Nhờ đó hoạt động sản xuất luôn được duy trì ổn định. Từ đầu năm đến nay, cơ sở của anh Thi sản xuất được gần 700 kg gỗ hạt, cung cấp cho hai tỉnh thành là Hà Nội và Thanh Hóa. Do nhu cầu thị trường lớn nên sản phẩm của cơ sở làm ra bao nhiêu để được tiêu thụ hết, qua đó mang lại doanh thu hàng chục triệu đồng. Hiện cơ sở anh còn tạo việc làm cho 7 lao động địa phương với mức thu nhập từ 2 đến 3 triệu đồng một người một tháng. Tuổi già chúng tôi cao tuổi là cũng làm cũng được. Trung bình uh, mỗi ngày tôi thì làm được 40 cân. Uh, làm cũng đơn giản thôi, mình chỉ cần nhanh tay thêm thôi. Nhận thấy nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng của địa phương còn dồi dào, nên thời gian tới, anh Thi sẽ tiếp tục thu mua gỗ của bà con và mở rộng quy mô sản xuất, tìm kiếm thêm các đối tác để sản xuất gỗ hạt với số lượng nhiều hơn, qua đó góp phần tăng thu nhập cho gia đình và giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Chương mục quản lý và bảo vệ rừng ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả.